Bạch Chư Tôn Đức, thì để có tiết kiệm thời gian thì con xin vào câu hỏi luôn. Là bạch thầy, theo như con hiểu thì người trợ duyên cho người đi tu ấy thì được công đức vô lượng vô biên, nhưng mà cái người mà ngăn cản bước mình đến việc xuất gia ấy, thì lại là bị xin vào ngạ xin làm ngạ quỷ, bị đày vào địa ngục. Thì nhưng mà ví dụ như thì bố mẹ mình mà khuyên ngăn mình đi đến với con đường xuất gia ấy, thì ai cũng biết là mẹ là cái người mà cứu mang mình 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, thì nuôi lớn mình và gắn bó mình suốt cái thời gian mà 5 tháng. Nhưng bây giờ mà nhìn con mình đến với con đường xuất gia thì lòng này hỏi sao mà không đau được, không buông lời cả, là sao mà không thể mà buông lời can ngăn được. Nhưng đó cũng vì cái lòng thương con như Bồ Tát, thì con hỏi thầy thì như vậy thì luật nhân quả có phải bắt những người thân của mình phải cái giọng nói thì vào. Khó nghe quá, thì đoán được loáng choáng thôi. Thầy trả lời thế này để cùng mà suy gẫm. Theo luật Phật đó, thì người ứng cử viên xuất gia đó, nếu dưới 18 tuổi mà muốn vào chùa tu á, thì phải có được sự đồng ý của cha mẹ, hoặc tối thiểu là cha hay là mẹ, để tránh các tình trạng hiểu lầm vì chưa đủ cái tuổi trưởng thành. Một số cha mẹ không hiểu đạo đó có thể đến chùa gây sự, rồi quy chụp rằng đó là thầy chủ trì đó đã xúi giục con tôi đi tu. Trên 18 tuổi đó, xin phép cha mẹ mà cha mẹ không đồng tình đó, ứng cử viên xuất gia đó vẫn được quyền đi tu hợp pháp theo giới luật Phật dạy. Về phương diện luật pháp Việt Nam và luật pháp toàn cầu đó, thì người con trên 18 tuổi được quyền quyết định vận mệnh của mình như là một phần nhân quyền rất là quan trọng. Vấn đề còn lại đó là bối cảnh gia đình, mà cụ thể đó là cha mẹ của ứng cử viên xuất gia đó ngay thời điểm mà mình đi xuất gia là như thế nào thì cần phải đặt ra. Nếu như người đi xuất gia đó là trụ cột kinh tế duy nhất của gia đình, cha mẹ đó lại ở cái tuổi mất khả năng lao động, thì việc đi đó sẽ có thể dẫn đến sự khó khăn cho cha mẹ. Thì quý vị có thể suy gẫm câu chuyện của Lục Tổ Huệ Năng khoảng thế kỷ thứ 7 Tây lịch tại Trung Quốc, là một người sống bằng nghề đốn củi. Khi giác ngộ chân lý Phật qua câu nói ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, Lục Tổ Huệ Năng quyết định chọn con đường đi xuất gia. Mà ông là con trai duy nhất, cha thì đã mất, mẹ thì ở tuổi già bị mù lòa, thì làm sao thực hiện được lý tưởng cao quý của mình. Ngài Huệ Năng đó mới tâm sự với bạn thân của mình về chí nguyện, và may mắn người bạn thân đó đã thông cảm. À, bao nhiêu tiền mà anh ấy làm dụng được á thì trao lại cho người bạn này, và khuyên người bạn đó nhận mẹ mình làm mẹ nuôi, và người bạn đó sẽ trở thành là con nuôi để thay thế Ngài Huệ Năng chăm sóc cho mẹ già của mình ở tuổi xế chiều mất khả năng tự chăm sóc. Nhờ đó Ngài Huệ Năng đã tu và trở thành là một trong những vị thiền sư nổi tiếng bậc nhất ở trong lịch sử Phật giáo tại Trung Hoa. Đó là mình tìm giải pháp khéo thế nào đó để cái việc ra đi của mình á không ảnh hưởng gì đến cái khó khăn của cha mẹ, mà trong hoàn cảnh không có người khác để thay thế. Còn trong gia đình mà có 2-3 thành viên trở lên và mình cũng không phải là trụ cột kinh tế chính, thì việc đi tu cũng không có gì là trở ngại.
cha mẹ nuôi chúng ta về vật chất, thì chúng ta nhớ ơn nghĩa sanh thành dưỡng dục đó. Và báo hiếu theo lời Phật dạy thì có nhiều cách, bao gồm báo hiếu vật chất. Người đi tu thì mất cơ hội này. Báo hiếu vật chất thì phải bắt đầu bằng tiền bạc, của cải, tài sản, từ sự lao động hợp pháp chân chính của chúng ta. Và hai phương diện báo hiếu còn lại, người xuất gia có thể làm tốt hơn người tại gia, đó là báo hiếu tinh thần và dẫn dắt cha mẹ đó trở thành Phật tử, sống an vui hạnh phúc trong đời. Thì như vậy, ba phương diện báo hiếu, nếu đi tu thì chúng ta mất đi một phương diện và làm được 2/3, thì người đó không được xem là bất hiếu, mặc dù cha mẹ đã bỏ tiền ra cho đứa con này được ăn học, thậm chí là có được cử nhân hay là thạc sĩ, rồi đứa con lại không đi lập nghiệp để hiếu kính là cha mẹ mà chọn con đường đi tu, thì dĩ nhiên là một số cha mẹ không hiểu đạo sẽ bị sốc. Còn cha mẹ là Phật tử thuần thành á, thì thấy cái quyết định đó lại càng mừng rỡ, ủng hộ hết mình để cho con mình tu tốt, làm Phật sự tốt, phụng sự dân sinh tốt. Vì chúng ta biết rất rõ, chúng ta làm cha mẹ con cái của nhau đó, về quan hệ huyết thống ở trong kiếp này, rồi sau đó đó, khi vô thường đến, từ cái chết chuyển ra đó, giống như đàn chim mạnh con nào lấy bay, chúng ta lại có tiếp tục một kiếp sống mới, rồi cha mẹ mình có kiếp sống mới, rồi mạnh ai lấy sống thôi. Cho nên đó, là suy cho cùng, nghĩ cho đến đây đến chốn đó, là mình phải đặt ra cái lý tưởng mà mình đi xuất gia có thật sự là để phụng sự nhân sinh không, hay là buồn chán quá, cô đơn quá, tuyệt vọng quá rồi mình đi, thì cái sự đi như vậy là không có giá trị. Còn việc giải quyết cái khó khăn về tài chính cho cha mẹ thì chúng ta có nhiều cách khác nhau, chứ đừng vì lý do đó mình bỏ cơ hội đi tu. Thì trong giới luật dành cho tỳ khưu và tỳ khưu ni, tức là những vị chính thức làm thầy và sư cô đó, nếu cha mẹ mất khả năng lao động, không thể tự nuôi mình, Đức Phật cho phép vị xuất gia đó đó đi khất thực và nhận thức ăn nhiều hơn chút so với cái nhu cầu ăn của bản thân mình, và cắt đi cái phần mà mình không thể ăn hết được đó, dâng cho cha mẹ của mình trước, rồi sau đó mình ăn sao. Tức là cái cách để mà thể hiện cái sự quan tâm về vật chất. Mà ngày xưa đó thì tu sĩ Phật giáo thì không có nhận tiền, không có tài sản, sống đời vô sản chuyên chính đúng nghĩa. Thì cái trợ giúp cho cha mẹ chẳng qua chỉ là thức ăn uống thôi. Đối với hoàn cảnh mà cha mẹ quá nghèo, thậm chí là nghèo rất bùn tơi, nghèo màn trời chiếu đất. Cho nên chúng ta phải phân định rõ để đừng có lẫn lộn cái việc là vì chưa đáp đền được hiếu về vật chất cho nên mình không đi tu được. Báo hiếu về tinh thần quan trọng gấp 100 lần so với báo hiếu vật chất. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ là có được những cái cơ hội để làm cho cha mẹ mình được hạnh phúc và bình an. Mặc dầu đó, lúc thời điểm phát tâm thì xuất gia thì cha mẹ không vui. Ở trường hợp nào mà cha mẹ khó tính, khác đạo hoặc là không có đạo thì dẫn đến gặp thầy, thầy thuyết phục giùm cho. Thì trong chùa mình có một chú Sa Di đang học thạc sĩ kiến trúc. Chú này đó, mẹ là người theo đạo Thiên Chúa, và tới sinh hoạt ở chùa mình được vài lần để muốn đi tu. Người mẹ khổ dữ lắm, vì những người theo đạo Công giáo đó giữ đạo với truyền thống rất là tốt, mà có một đứa con hay là một người thân đó mà đi theo tôn giáo khác đó, thì đối với họ như là một sự sỉ nhục, một điều rất là tối kỵ. Thì thầy khuyên chú này đó, dẫn cha mẹ đến, thầy mới giải thích. Thì sau một buổi tiếp mà 1 tiếng mấy, cha mẹ hoan hỷ luôn, nhưng mà với điều kiện là cho phép chú này tiếp tục học xong cử nhân kiến trúc. Thì thầy mới nói là cái này nó không gấp, nên cứ tiếp tục học.
để cho người mẹ có cơ hội được gần con của mình nhiều hơn. Sau khi tốt nghiệp cử nhân kiến trúc đó, thì đúng với cái lời thầy đã hứa thì cha mẹ và chú này đến gặp thầy, thầy cho xuất gia. Rồi người thân lại ra một điều kiện nữa là không muốn nhìn thấy con mình bỏ học. Thầy nói là đi tu với ai thì thầy không biết, chứ đi tu với thầy đó, ai có cơ hội và năng lực học đó, thì thầy giúp đỡ cho lên đến tiến sĩ chứ phải dừng lại ở giữa chừng đâu. Nên người mẹ rất hoan hỷ và hài lòng. Thì bây giờ chú đang học năm thứ hai của thạc sĩ kiến trúc. Rồi do đó đó là những cái trở ngại do cha mẹ không phải Phật tử, hoặc là Phật tử nhưng mà mê tín, chấp vào cái mối quan hệ sở hữu, cho nên không tạo điều kiện thuận duyên cho là con em của mình đó, trở thành đó, là các bậc chân tu, và làm kỳ đà cản mỗi việc đó là có tội đó. Thì trong lịch sử xuất gia đó, rất nhiều các bậc cao tăng đó, cha mẹ ngăn cấm, mà đi tu từ tuổi ấu thơ mà phải trốn cha mẹ mà đi tu. Thầy bỏ nhà đi tu năm 14 tuổi. Má thầy thì ủng hộ, nhưng ba thầy là chống. Cho nên thầy phải tự trốn đi tu. Sau đó mấy tháng sau mới quay trở về để mà trình báo cho cha mẹ như là việc đã rồi, để mình khỏi bị cản nữa. Thì rất nhiều vị rơi vào cái hoàn cảnh như thế. Thì nhân dịp này thì tôi cũng muốn chia sẻ đó, là các bậc cha mẹ đó, thì mình phải hiểu rằng là khi đứa con mình đi tu đó, thì chẳng những mình không mất con, mình còn hoài đứa con đó. Đứa con nó sẽ nhớ ơn mình trọn đời và làm những việc cao quý để tôn vinh mình. Còn á, để đứa con nó lớn lên, nam thì lấy vợ, thì các cậu con trai đó sẽ thương vợ hơn thương mẹ. Nữ thì đi lấy chồng, thì các cô con gái đó có trách nhiệm bên chồng và gia đình chồng nhiều hơn là trách nhiệm đối với cha mẹ. Cho nên nó có nhiều trường hợp á, con gái đi lấy chồng cũng giống như mất đứa con gái, con trai đi lấy chồng thì mất đứa con trai. Nhưng mà con gái, con trai, con BD, con boy mà đi tu thì còn nguyên à. Không mất đi đâu á. Cho nên làm cho mẹ giàu có hoàn cảnh khó khăn đi nữa, cũng phải khuyên con mình, con cứ an tâm đi. Lý tưởng đó là rất cao quý. Cha mẹ giàu rất muốn mà không làm nổi, con làm nổi, cha mẹ ủng hộ. Thì đứa con như vậy nó có được cái sự nâng đỡ tinh thần, cảm thấy được phấn chấn, vui vẻ, hạnh phúc, có cái sự thúc đẩy tâm lý để hoàn thành được lý tưởng cao quý của mình. Chứ kỳ đà cản bổ gì, đi tu chứ phải đi ăn trộm cướp đâu cấm. Giờ đó các bạn cần phải suy nghĩ thật là kỹ và tìm giải pháp tốt nhất có thể ở mức độ tương đối để giải quyết các phán nạn gia đình, còn mình thì có cơ hội đó được trở thành người xuất gia và thực hiện được lý tưởng cao quý để phụng sự cho nhiều người thì vẫn là đáng khích lệ hơn.